thế này này. Ở nhà các bác mà có những cái khối pin chân pin thông dụng như thế này thì mình sẽ lắp vừa cho cái thân máy này. Ở nhà các bác có pin rồi thì mình mua thân máy về xài tận dụng pin ở nhà nha. Đây, lắp pin vào như này mình xài này. Đó, máy chạy rất là êm luôn mà giá rẻ lắm các bác. Với cái sản phẩm này các bác chỉ được 2 tốc, cái tốc này là tốc nhẹ này và đây là tốc mạnh này. Đấy, 2 tốc độ mạnh nhẹ cho em nhé. Và đầu máy sẽ là đầu 1/2 đầu rộng rất là đa năng, hàng thương hiệu chính hãng của Hoka luôn các bác ạ. Xài cực kỳ là yên tâm và chất lượng. Hôm nay này thật sự với một cái thân máy vô lông hàng chính hãng của Hoka mà các bác mua được cái mức giá phải nói rằng là rẻ hơn cả những cái máy hàng chợ mà các bác mua ngoài trường ấy. Hôm nay mà nếu mà bác nào mà ưng cái mã này mình nên đâu cho em nhé, liên hệ trực tiếp với em hai cái đầu số điện thoại trên màn hình nha. Đến đây các bác gọi cho em là thân máy vô lông Hoka mã 320 N, giá em bán tặng các bác chỉ có 399.000 đồng thôi các bác ạ. 399.000 đồng để sở hữu được thân máy vô lông Hoka hàng chính hãng 2 trong 1 đa năng và tiện lợi. Các bác sử dụng bán tôn, bán vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường được đấy. Cái này thì các bác sẽ lắp một khoan đa năng vào đây cho em này, lắp một tôn, một vít vào đây này, bắn khẩu thì các bác sẽ lắp khẩu vô lông 1/2 đầu, vô lông 1/2 đa năng tiện lợi các bác nhá. Mà mức giá thì rất chi là rẻ. Với cả hôm nay thì em có ít thân quạt các bác ạ, thân quạt cái con này em về nó rất chi là đa dạng và có nhiều mã cho các bác. Các bác có thể tham khảo đây là cái thân quạt 8 inch. Đây, bây giờ em sẽ thử cho bác cái thân quạt 8 inch. Cái thân quạt 8 inch của bên em thì nó màu đen như thế này này. Cái đường kính đồng quạt nó sẽ là 23 cm và cũng xài chân pin phổ thông ạ. Và các bác lắp vào pin phổ thông như này cho em, bật công tắc đây là mình xài này. Quạt cực kỳ là mát luôn các bác ạ. Phòng mát thì sẽ là mát một cách dễ chịu luôn cho em ạ. Với mức giá ngày hôm nay chỉ có 199.000 đồng thôi các bác nhé. Bác nào chốt đơn cái mã này mình lên đơn cho em là thân quạt màu đen. Và các bác nhớ lưu ý cho em này, thân quạt thì không theo pin và sạc. Pin và sạc các bác ở nhà có sẵn rồi, mình sẽ mua thân quạt về xài tận dụng pin ở nhà. Bác nào chưa có pin nhớ báo cho em mua thêm pin nhé. Bên em sẽ phân phối rất là nhiều các mã pin, từ pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell có đủ phân khúc giá cho các bác. Ví dụ như cái quả pin 10 cell của Mazda này đây, giá có 170.000 thôi các bác nhá. Đấy, các bác mà không lấy cái thân quạt 8 inch này thì mình có thể lấy sang những cái thân quạt mà nó to hơn. Đây, ví dụ như là cái thân quạt chân quỳ đấy nhỉ. Cái thân quạt chân quỳ này thì nó sẽ là hàng đa năng ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái dây sạc như này đi theo cho các bác. Cái dây sạc này là các bác biết để làm gì không? Cái dây sạc này là mình sẽ cắm quạt vào pin 220V mình xài những phần ống cờ luôn. Và ở đây sẽ có một cái phần nắp pin. Nếu như mà các bác mà không dùng bằng pin nhá thì các bác cắm cái dây sạc như này là mình cắm vào điện trực tiếp 220V là mình sẽ bật quạt, đây là mình xài những cái quạt điện. Còn nếu mà các bác mà có pin thì mình sẽ bỏ cái dây sạc này ra. Bỏ cái dây sạc này ra, lắp pin vào đây ạ. Đấy, lắp pin vào phía sau này nhá. Và ở đây nó sẽ có công tắc tắt mở này. Đây. Cái này thì thật sự là mát, cực kỳ là mát luôn. Cái này chỉnh 100 tốc độ gió các bạn. Nếu mà để mà đạt đến cái tốc độ gió tối đa thì phải nói rằng là mạnh như vụ báo là thổi bay bụi luôn đấy các bác. Đây, các bác chỉnh lên cho em nha. Và cái quạt này sẽ là cái quạt chân quỳ ạ. Đấy, các bác có thể để xuống đất như thế này, để xuống đất như thế này. Quạt thì có thể xoay nha các bác nhá, có thể xoay như thế này. Đấy, các bác xoay lên xoay xuống như thế này được vậy. Và khi các bác muốn nó cố định ở một chỗ nào đấy thì là mình có thể là có hai con ốc ở đây, mình sẽ xoáy chắc lại nhá thì nó sẽ cố định này. Đấy, và phía sau là có chỗ lắp pin ở đây ạ. Và có một cái tay xách đây này các bác này. Đây, có một cái tay xách ở phía sau như thế này, mình có mang xách đi đâu cũng rất chi là tiện luôn. Đấy, thì cái này thì nó sẽ là hàng đa năng, các bác dùng bằng pin được và dùng bằng điện trực tiếp 220V cũng được các bác nhá. Đấy, lúc nào nó mất điện ấy thì là mình sẽ cho pin vào mình xài, không mất điện thì là mình sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V luôn, quá là tiện lợi luôn các bác nhá. Đấy, hôm nay bác nào mà chốt thân quạt màu xanh thì các bác lên đơn cho em, mỗi một thân quạt màu xanh sẽ được tặng thêm một cái dây sạc như này để cắm vào điện lưới này. Giá thân quạt màu xanh ngày hôm nay chỉ có 499.000 đồng các bác canh tay nhá. Và tham khảo thêm cho em cái mẫu thân quạt màu vàng. Đây, thân quạt màu vàng thì sẽ là thân quạt của Kutan, hàng của Kutan các bác nhá. Cái thân quạt màu vàng và thân quạt màu xanh đều dùng chân pin phổ thông luôn các bác ạ. Và cái nào cũng đều có thêm là một cái dây sạc adapter như thế này để các bác về dùng cắm điện trực tiếp 220V luôn. Với cái thân quạt màu vàng này thì nó sẽ có cái phần lắp pin ở đây ạ. Đấy, các bác mà không dùng điện thì mình sẽ lắp cái cối pin chân pin phổ thông vào đây nhá. Đấy, lắp pin vào đây cho em ở bên phía sau này này. Đấy, có cái tay xách như thế này, rất là đẹp luôn. Cái này nó có cái phần công tắc tắt mở ở đây. Ở đây thì khi mà các bác khởi động lên này, mình sẽ chỉnh được 3 tốc độ gió cho em ạ. Đấy, cái này chỉnh cho em được 3 tốc độ gió. Bật công tắc bật nguồn lên nha. Đấy. Ở đây thì sẽ chỉnh được 3 tốc độ gió này, đây là tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3 này.
này, chốt mã này mình lên đơn gọi cho em là thân quạt màu vàng. Thân quạt màu vàng sẽ được tặng thêm cái dây sạc adapter để dùng bằng điện lưới nha. Và giá cho em sẽ là 580.000. Nhớ cho em là thân quạt thì không theo pin các bác nha. Và hàng cao cấp nhất thì bây giờ em sẽ giới thiệu các bác, đây sẽ là chiếc quạt pin khu can. Đây, chiếc quạt pin khu can các bác này. Cái quạt pin khu can thì cái loại này á, cái đợt này em về cái mã này nó là cái loại lồng sắt đấy ạ. Đây, cái mã lồng sắt thì con này nó sẽ có model này các bác này. Model là HKCDF3500M các bác nha. Cái này thì ở phía sau nó sẽ có một cái tay sách đây ạ. Đấy, quạt nó có tay sách ở phía sau. Và có một cái chân sắt rất là chắc chắn như thế này. Hôm nay nếu mà bác nào mà chốt cái thân quạt hu can loại lồng sắt này nhá, nó sẽ là hàng cho pin phổ thông, các bác lắp pin vào đây cho em. Đây các bác lắp pin phổ thông vào đây. Lắp vào đây là mình bật nguồn lên này. Đấy, cái này mình cũng có thể chỉnh tốc độ gió này. Đây là tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3 này. Và cũng có thể hẹn giờ 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ. Và có thể xoay 180 độ luôn cho em. Đấy, mát cực kỳ luôn. Và cái thân quạt này vẫn đi theo có một cái dây sạc adapter để các bác sử dụng bằng điện lưới được luôn. Cái quạt này nó sẽ là hàng 2 trong một cái đường kính đồng quạt, nó phải lên đến tầm 40cm. Đây, rất chi là to nhá. Cái quạt này thì rất chi là to, nếu như mà các bác mà sử dụng cho một người thì mình có thể lấy những cái quạt nhỏ thôi, quạt 8 inch, 10 inch thôi. Đấy, còn nếu mà muốn sử dụng mát cho cả nhà, mát cho một nhóm người thì mình có thể lấy cái quạt khu cao này, xem là cái quạt 14 inch đấy. Cái này thì giá hôm nay có 1.200.000 thôi các bác nhá. 1.200.000 trên bao ship. Nhưng mà khi mà các bác chốt cái thân quạt hu can này này, em sẽ tặng các bác thêm một cái thân đèn tròn. Đấy, những cái video trước là em đã lên cho bác là cái thân đèn tròn, thân đèn chiếu xa của hu can ấy, nó có thiết kế hàng trên pin phổ thông. Các bác sẽ được tặng thêm một cái thân đèn tròn nhé. Thường thì là những đơn vị khác là các bác không được tặng quà, là giá vẫn còn 1.200.000. Nhưng mà hôm nay thì đơn vị nhà em sẽ tặng quà cho các bác và vẫn với mức giá 1.200.000 thôi. Cái phần quà sẽ trị giá lên tới 170.000. Các bác tốt đơn thì gọi cho em là quạt pin hu can lồng sắt nha. Các bác gọi cho em là quạt lồng sắt. Cái này cái lồng của nó là sắt như này. Đấy, lồng của nó là lồng sắt chắc chắn cực kỳ luôn. Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Các bác chốt đơn gọi cho em là quạt hu can lồng sắt tặng thân đèn tròn. Với mức giá em bán tặng ngày hôm nay sẽ là 1.200.000. Và bây giờ các bác theo chân em. Bây giờ em và các bác theo chân em là qua tiếp sang phía bên này. Em sẽ còn có rất là nhiều các mã sản phẩm ạ. Đây, ở đây thì các bác tham khảo cho em. Đây sẽ là những cái cưa xích pin. Thân cưa xích pin nhá. Em sẽ mở cho các bác cùng xem này. Đây. Nào, đây quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn rõ này. Cái đợt này bên em về kho rất chi là nhiều. Cái này nó là cái thân cưa xích pin 12 inch các bác nhá. Em sẽ về thương hiệu của Godetman và thương hiệu của Kutan chính hãng như thế này cho em. Bây giờ xin mời các bác cùng tham khảo với hai cái mẫu sản phẩm này. Nó sẽ là nguyên hộp như thế này. Với cái này thì nó chưa được lắp đặt nhá. Chưa được lắp đặt. Các bác về thì các bác sẽ lắp đặt cho em. Đấy, lắp đặt cho em. Và đây sẽ là những cái thân máy cưa xích pin loại 12 inch. Cái lam của nó rất chi là dài. Làm rất chi là dài. Đây là của mẫu Godetman này. Đây, mẫu máy thì sẽ là bao gồm có một thân máy này. Trong này phụ kiện đây ạ. Phụ kiện đây cho em. Đấy, phụ kiện là sẽ đầy đủ nha. Có lam, có xích như thế này ạ. Đấy, các bác nhận về là sẽ có một nam này, một xích này, một cái tròng mở này. Đấy, một cái miếng chắn như thế này nữa. Và có cả tay cầm. Với cái thân máy cưa xích này thì nó sẽ là hàng nhớt tự động nhá. Và sử dụng motor từ không chổi than. Chân pin phổ thông cho em ạ. Và các bác sẽ lắp cho em lam mi xích vào đây. Đấy, cái lam nó rất chi là dài đấy. Cái lam này khi mà các bác lắp vào thì cái độ thừa dài thò ra bên ngoài của lam ấy. Đây này, các bác nhìn như theo cái hình ảnh này. Về mình lắp theo cái hình ảnh này cho em nhá. Đấy, về lắp theo như cái hình ảnh này. Cái phần lam mà nó từ cái phần máy này nó hất ra đây này, là nó sẽ dài 27cm. Rất là dài luôn, để các bác có thể cắt được những cái khúc cây rất chi là to. Cái mã này là mã Godetman loại 6 inch nhá. Đấy, nguyên bộ thì nó sẽ là như thế này. Cái máy này là em chưa lắp đặt vào. Và các bác sẽ lắp lại như này. Đấy, lắp lam xích vào như thế này là mình sử dụng cắt cây cắt cành. Và cái thân máy này hôm nay là em sale các bác giá chỉ có 650 thôi. Hàng chính hãng của Godetman cho em. Đấy, phụ kiện này đi kèm là sẽ đầy đủ như thế này các bác. Đấy, phụ kiện đi kèm đầy đủ như thế này. Và các bác lắp đặt lại giống như cái hình ảnh này cho em là các bác xài nhá. Máy cực đẹp luôn, hàng chính hãng của Godetman. Các bác lựa chọn cho em này, cái mẫu màu xanh này là của Godetman thì giá sẽ là 650. Đấy, và em có cả cái mẫu màu đỏ. Màu đỏ đây là của hàng Kuta đây này các bác này. Đây là cái mẫu màu đỏ nhá, cũng lắp đặt giống như hình ảnh như này luôn. Đấy, tức là nó cũng giống như Godetman, có điều là cái sang cái thương hiệu khác nhá. Đây, cái mẫu này là màu đỏ là của Kuta đấy ạ. Nguyên bộ là cũng có máy và phụ kiện như thế này cho em. Đây, em sẽ mở cho các bác nhà mình xem cái bộ phụ kiện này.
cái màu đỏ này là có cả thêm một cái ốp để lắp xích đây này. Cái Gretman thì nó không có cái miếng ốp này, cái màu đỏ nó có cái miếng ốp này, để khi các bác sử dụng thì mình sẽ lắp cái ốp này ra bên ngoài cái xích đấy. Đấy, nguyên bộ như này cho em nhá. Và các bác lắp đặt lại đây này. Cái này nó là cái thân cưa xích 12 inch đấy ạ. Cũng sử dụng motor từ không chổi than và có tay cầm rất là chắc chắn như thế này nhá. Cái hàng này nó cũng là hàng nhất tự động các bạn, hàng nhất tự động hết luôn đấy. Đấy, hàng nhất tự động như này. Cho đơn mã này nha thì các bác gọi cho em là thân cưa xích 12 inch loại màu đỏ, giá là 600.000. Còn bên này thì là thân cưa xích 12 inch loại màu xanh, giá sẽ là 650. Có hai sự lựa chọn cho các bác nhà mình thoải mái tha hồ lựa chọn tùy theo túi tiền các bác nha. Hôm nay em có một ít pin sạc hàng chính hãng của Himoki và Boxun nha. Em sẽ sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Hôm nay với cái sạc Boxun như thế này, đây hàng chính hãng cho em. Đây sẽ là những cái sạc chân pin phổ thông nhá. Các bác sẽ sử dụng sạc được cho pin 10 cell hoặc pin 15 cell. Với những cái quả pin chân pin phổ thông là các bác sẽ sạc được nha, kể cả pin 20 cell các bác vẫn sạc được này. Cái sạc này các bác lên đơn thì gọi cho em là sạc Himoki. Mức giá em bán tặng các bác ngày hôm nay chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 một cái cho em này. Hoặc là các bác có thể tham khảo cái mẫu sạc của Himoki đây ạ. Đây, Himoki và Boxun nha. Hai thương hiệu này thì nó sẽ cùng một công ty đấy ạ. Đấy, các bác chốt cái màu xanh lam này thì các bác gọi cho em là sạc Boxun. Giá cho em là 90.000 này. Còn cái sạc Himoki mà cái sạc màu xanh này này, sạc Himoki thì các bác nhìn nó rất là xịn sò luôn. Đấy, dập nổi chữ như này luôn cho em này. Hàng chính hãng của Himoki các bác nha. Với mức giá cho em là 150.000 trên một sạc. Đấy, cái này các bác gọi cho em là sạc Himoki, giá 150k. Cái sạc này sẽ là sạc chân pin phổ thông nhá. Và em có một ít cái pin của Himoki và của Boxun, cái pin 10 cell hoặc pin 15 cell, pin hàng chân pin phổ thông luôn cho em. Đầu tiên các bác tham khảo cho em cái pin của Boxun trước này. Đấy, pin của Boxun nó là cái mẫu pin này nhá. Đây là cái quả pin 10 cell của Boxun này, 4.0Ah này, chân pin phổ thông này. Đấy, cái pin này có đèn báo pin này các bác này, có đèn báo pin luôn, rất là xịn sò luôn. Pin 10 cell của Boxun hôm nay em sale tặng các bác giá chỉ có 280.000 một quả thôi nhá. 280.000 một quả. Hàng chính hãng, hàng công ty nên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Với những cái khối pin cho pin thông dụng như thế này thì các bác có thể mua về dùng thân đèn, thân quạt hay là những cái thân máy mà có chân pin phổ thông thì là các bác sẽ lắp vừa nhá. Lên đơn các bác gọi cho em là pin 10 cell của Boxun, giá là 280 này. Còn cái pin 15 cell của Boxun này, giá cho em sẽ là 399.000 thôi nhá. Pin 15 cell thì nó sẽ là hàng 6.0Ah này, chân pin phổ thông như thế này cho em. Đấy, và cũng có đèn báo pin các bác nha, có đèn báo pin cho em. Lựa chọn cho em pin Boxun loại 10 cell hoặc là loại 15 cell. Tất cả đều là hàng chân pin phổ thông, hàng chính hãng để bao xài cho tất cả anh em thợ là công trình luôn. Ngoài ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái mẫu pin của Himoki. Pin Himoki thì hôm nay em giới thiệu các bác pin 10 cell và pin 15 cell. Đây là quả pin 10 cell của Himoki 4.0Ah, giá cũng chỉ có 280.000 một quả thôi. Những cái pin này nhá, nó sẽ có cái chỗ mà để cắm sạc adapter như thế này, để cho mà các bác khi mà các bác dùng bằng sạc bàn cũng được, mà sạc kim cũng được. Đấy, và cũng có đèn báo pin như này cho em. Mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Hàng chính hãng nên là các bác dùng cứ cực kỳ là yên tâm. Đấy, cái mã này là pin 10 cell của Himoki này, 4.0Ah này. Còn cái pin này là pin 15 cell này các bác này. Đây, pin 15 cell của Himoki thì sẽ là loại 6.0Ah như thế này nhá, cũng có lỗ cắm sạc kim. Và cái pin 15 cell của Himoki với mức giá cho em là 420.000 một quả nhá, cũng có đèn báo pin này. Đó. Và em có còn mấy cái chuyển sạc các bác ạ. Đây các bác tham khảo cho em, ở đây là em đang dọn ra nó còn số lượng, mỗi món nó chỉ còn có một vài cái thôi. Các bác lên đơn cái này thì các bác gọi cho em là cái bộ chuyển nguồn. Cái bộ chuyển nguồn từ pin sang điện 220V của Himoki nhá. Giá của nó chỉ có 250.000 một cái bộ này thôi. Cái bộ này thì nó chưa theo pin. Và thì các bác sẽ lắp vào những cái khối pin chân pin thông dụng như này. Đấy, ví dụ như cái pin này các bác lắp vô. Đấy, lắp vô pin vào đây thì nó sẽ có này. Đấy, cái bộ nguồn này lắp pin vào nó sẽ lên này. Đấy, có điện này. Đấy, các bác sẽ sạc điện thoại được nhá. Ở đây nó có chỗ sạc điện thoại và ra cái cổng điện 220V như thế này cho em. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bạn. Cái này là của Himoki nhá, có công tắc ở đây. Đấy, công tắc ở đây này. Đấy, công tắc tắt mở ở đây cho em nhá. Đó, và cái này thì các bác cắm pin vào. Đấy, lắp pin vào như này, bật công tắc. Đấy, có công tắc tắt mở luôn. Cái này các bác chốt đơn ấy thì các bác gọi cho em là bộ chuyển nguồn từ pin sang điện 220V của Himoki các bác nha. Đây, hàng chính hãng nên là các bác dùng yên tâm luôn. Himoki này, bây giờ cái đợt này thì Himoki thì sẽ là cái hàng chính hãng để phục vụ cho tất cả các bác. Kể cả các bác làm gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Làm công trình hay là thợ thuyền vẫn cứ ok và chất lượng nhá. Số lượng em còn ít nên là các bác tham khảo nhanh khẩn trương mình đặt hàng số thì mình có đơn các bác nhá.
Hôm nay bên em còn duy nhất một thùng máy khoan pin Hukan mã S8. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đây cái model máy này các bác nha. Máy công ty chính hãng của Hukan, đầu kẹp 10 ly các bác ạ. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về thì sẽ nguyên bộ đầy đủ như thế này cho em. Bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 5 cell dòng pin 21V. Sạc thì sẽ là sạc adapter như thế này. Và sản phẩm này đi theo phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoa mũi vít nha. Máy thì sẽ có 3 chức năng này. Có 3 chức năng như thế này. Có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Đầu kẹp 10 ly và máy sử dụng motor chổi than cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho em. Hàng logo dập nổi chính hãng của Hukan. Và em sẽ quay cho các bác nhà mình cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Nếu như mà anh em nào mình xài gia đình này hay là anh em thợ mình cần những cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng như là làm nhôm kính, làm trần nhựa thì anh em có thể tham khảo cái mã sản phẩm này. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để gửi tặng cho tất cả những bác nào mình đang trực tiếp may mắn theo dõi được cái video này. Giá thị trường anh mua là 650-700 nghìn. Nhưng ngày hôm nay thì bên em xin phép xả kho lỗ vốn cái mã này cho các bác nhà mình với mức giá chỉ có 550 ngàn đồng. 550.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Hàng nguyên hộp như thế này. Số lượng em chỉ còn có một thùng nữa thôi. Đấy, hết hàng là sẽ hết mãi, sẽ không về hàng cái mã này được nữa nha. Cho nên là bác nào mình đang cần mà đang quan tâm, đang muốn tìm mua được một bộ máy khoan pin giá rẻ mà chất lượng thì hãy nhanh tay chốt đơn cái mã sản phẩm này. Giá thị trường thì các bác mua không hề rẻ. Nhưng ngày hôm nay là do là bên em có cái chương trình sale. Giá này em sale cho các bác là lỗ 100.000 một con luôn. Lỗ vốn 100.000 một con. Cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình. Đặt hàng nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan mã S8 với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Bác nào nhanh tay là sẽ mua được, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nha. Hôm nay bên em về được một ít thân máy bu lông pin giá rẻ giá hời để phục vụ cho các bác nhà mình nha. Thân máy bu lông của Dorama, hàng chính hãng, cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Thân máy này sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng có lỗ lục ra ở giữa nhá. Máy này thì là sẽ có 3 đèn led này. Đấy, các bác có thể lấy màu xám này, hoặc là màu xám này, hoặc là màu xanh như thế này. Các bác mà lấy màu xám thì mức giá chỉ có 270.000 đồng cho một cái thân máy này thôi. Còn cái màu xanh thì sẽ là 299.000 đồng cho em nhá. Đây để em sẽ thử pin cho các bác này. Đây cái màu xám đây. Màu xám đây các bác nha. Đó. Rất chi là êm luôn. Màu xanh thì nó sẽ là cái loại có 3 đèn led như thế này. Đó. Màu xanh á, thì là sẽ có của Dorama này và của Mazda như thế này. Các bác mua thân máy thì là em còn lẻ một ít thân máy của Dorama. Còn bác nào muốn mua trọn bộ thì nó sẽ là của Mazda các bác nhá. Hai thương hiệu này song song với nhau, cùng tiền với nhau. Đấy, tức là bằng tiền này nó chỉ khác tên thôi nhá. Chỉ khác tên khác hãng thôi. Còn mẫu máy thì nó vẫn giống như nhau các bác ạ. Đặc biệt hôm nay với những cái thân máy này thì em đang sale giá rất chi là rẻ luôn các bác nhá. Giá thì cực kỳ là hời luôn. Máy sẽ là máy sử dụng motor từ không chổi than, hàng chân pin phổ thông cho em, lực xiết 330 Newton các bác nha. Lựa chọn cho em này, một là các bác lấy thân bu lông xám giá 270.000, thân bu lông xanh của Dorama giá cho em là 299.000 đồng. Giá cực rẻ, giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây sẽ là những cái thân máy bu lông mà lực xiết 330 Newton. Còn các bác muốn mua những cái thân máy mà bu lông búa to hơn thì các bác lấy thân máy này. Đây. Thân máy này là thân máy bu lông của Mazda búa to. Hàng búa to thì nó sẽ là đầu đặc các bác nha. Đầu đặc. Và máy này thì lực xiết ở đây nó sẽ ghi là 1280 Newton. Đấy. Sẽ là con máy bu lông búa to và lực xiết khủng cho em. Chốt đơn mã này gọi cho em là thân máy bu lông búa to của Mazda. Giá chỉ có 650.000 thôi. Với những cái bu lông này này, các bác có thể mua thân máy riêng hoặc bác nào muốn mua trọn bộ là báo em cũng có nhá. Đấy, trọn bộ thì là sẽ theo nguyên hộp cho các bác là có 2 pin. Đấy, còn thân máy thì là không theo pin các bạn. Nhưng mà giá hôm nay thì cực rẻ luôn. Các bác nhà mình nhanh tay đặt hàng để có đơn nha.